xin chào mừng các bạn đã đến với video này của học Excel online và hôm nay thì chúng ta sẽ đi cài một cái add-in ở trong Excel và cái add-in này nó có nhiệm vụ có thể các bạn đã đoán ra là nó sẽ đọc từ số thành số tiền tiếng Việt và có thể hoặc là À, không có cái chữ đồng ở đằng sau. Bây giờ thì cái cách để mà chúng ta có thể cài được một add-in vào thì các bạn đã biết được cách để chúng ta có thể gọi là mở ra cái thẻ developer rồi. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ bấm vào thẻ developer này và chúng ta sẽ chọn ở đây là Excel add-ins hoặc là nếu các bạn sử dụng các cái phiên bản Excel 2010, 2007, 2013 vân vân thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái add-ins. Bây giờ chúng ta sẽ đi bấm vào cái nút này và các bạn ở trong cái hộp thoại add ins này thì chúng ta sẽ phải bấm vào thẻ hay là nút browse và sau khi bấm vào nút browse như vậy thì Mặc định là nó sẽ có một cái thư mục có chứa add-ins của các bạn và khi mà các bạn đã download cái add-ins này xuống rồi và ở đây thì mình cũng nói luôn là video này mình làm chung nếu mà các bạn đang ở trên YouTube các bạn nhìn thấy cái video này thì cái add-ins đọc chữ thành số đọc số thành chữ này thì um, nó dành cho các bạn học viên của học Excel online ở trong hai khóa là khóa VBA và khóa Excel nhưng nếu các bạn muốn sở hữu cái add-ins này ấy, thì các bạn có thể để lại email ở phía dưới của video thì mình sẽ gửi cho các bạn cái add in này riêng cái add in này thôi và ở đây cái add in của chúng ta có tên là How to number là học hết online to number và có đuôi là xlam như thế này thì chúng ta sẽ bấm nút ok ở đây và sau khi bấm nút ok thì cái cách sử dụng của chúng ta như thế nào thì thực ra là ở đây thì mình đã cài add in rồi thì nên nó mới có cái thông báo này nếu mà trong trường hợp của các bạn, các bạn chưa cài in này bao giờ thì sẽ không có thông báo này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, ở trong danh sách các add-ins như thế này thì các bạn nhìn thấy là ở đây là có how to năm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm nút OK. Và cái cách để các bạn sử dụng cái add-ins này như sau, chúng ta sẽ bắt đầu bấm vào trong cái ô D5 chẳng hạn và chúng ta sẽ gõ chữ vào đây là to năm đó thì cái hàm này ấy, thì nó sẽ nhận một cái tham số bắt buộc đầu tiên là chính là cái số tiền của chúng ta. Ví dụ ở đây chúng ta có C5 và chúng ta có thể đóng hoặc lại bấm Enter một cái thì chúng ta sẽ được cái kết quả. Và bây giờ mình sẽ lặp lại cho tất cả những cái con số ở phía dưới này. Các bạn có thể nhớ hay là lưu ý rằng là ở trên trang web của Học Excel Online và ở dưới cái link là đọc số này, chúng ta vào phần công cụ này rồi đọc số ra chữ này thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này, ví dụ chúng ta sẽ ghi vào đây là 27123456 như thế này, 270 triệu, 2 tỷ 700 triệu, 27 tỷ. Ok, và ở đây thực ra là nó có một cái giới hạn ở đây là đến 27 đến 2 triệu 700.000 tỷ thôi. Thì bây giờ thì um, Thực ra thì bây giờ chúng ta có thể copy cái con số này Copy con số này và chúng ta trở lại Excel Ở đây thì mình đã để cái con số này là gồm có 16 chữ số rồi Là một con số vô, nếu mà với tiền Việt Nam là khá là lớn rồi Nhưng mà ở trong cái Excel này này nó hỗ trợ đến 18 chữ số cơ Thế nên là các bạn có thể thử um, sao chép cái công thức này ra các cái ô còn lại như thế này Thì các bạn có thể nhìn thấy nếu mà ở đây chúng ta có một cái số mà rất là lớn là 19 chữ số cơ, mình cũng không biết đọc cái chữ số này nó như thế nào thì các bạn sẽ nhận được một cái kết quả từ hàm này là not available thì các bạn sẽ biết được rằng là cái hàm này nó không hỗ trợ đến 19 số. Và bây giờ thì đó là cái chương trình mà chúng ta có thể sử dụng để cái hàm mà chúng ta có thể sử dụng để đọc từ số ra chữ như thế này và có nếu mà chúng ta có một cái tham số nữa là tham số không bắt buộc ở đây nếu mà chúng ta để ở đây là true chẳng hạn đóng hoặc lại và bấm enter thì các bạn sẽ được thêm một cái chữ đồng ở đằng sau như thế này. Các bạn có thể test cho toàn bộ những cái thứ này, một đồng này, 15 đồng này, 305 đồng này rồi đến những cái số rất là lớn ví dụ như 27 triệu tỷ đồng này, 270 triệu tỷ đồng vân vân. Thì ok thì bây giờ thì mình nghĩ là các bạn đã biết cách cài được cái add-in này rồi, các bạn đã biết cách sử dụng cái add-in này rồi thì bây giờ thì chúng ta có thể download add-in xuống và cài thử vào Excel. Và cái add-in này thì mình viết bằng VBA nếu mà các bạn đã học khóa VBA rồi thì các bạn có thể mở code ra để thử xem xem là cái add-in này nó được viết như thế nào. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.